Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo AirDrop đến từ cái sàn Deflect Finlandcare. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ điền form, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điền form để chúng ta có cơ hội và tham gia vào danh sách 2.000 người nhận ngẫu nhiên ăn chia 100 triệu cái đồng token DFLX này, và mỗi một người mà tham gia, mỗi thành viên tham gia thì sẽ có cơ hội nhận đến 50.000 cái đồng token DFLX này nha các bạn. Và ngoài ra thì nó còn một cái top, đó là 50 thành viên khác biệt, tức là 50 cái thành viên này thì hoàn thành đầy đủ tất cả các cái nhiệm vụ và giới thiệu nhiều nhất, sẽ mỗi tài khoản sẽ nhận được 10 cái đồng USDT, tức là 10 đô nha các bạn. Rồi, ok, thì cái thời gian mà nó bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức là ngày hôm nay nhé, và nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 giờ UTC. Rồi, ở đây thì các bạn kéo lên cho mình nhỉ. Đầu tiên thì các bạn hãy điền cho mình cái địa chỉ email. Thì ở đây thì các bạn có thể copy luôn cái địa chỉ email bên trên này này, các bạn điền luôn sang bên dưới này cho mình. Rồi, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ tham gia vào nhóm Telegram, các bạn click vào đây cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn nhấn join nhé. Sau khi mà join xong ấy thì các bạn click vào đây để chúng ta xác minh. Cái này thì các bạn xác minh xong thì nó sẽ số 1 là đây, là yêu cầu chúng ta nhấp vào cái số 1 này, ở cái hình chấm than và hình con ếch này. Tiếp theo là số 9 nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã giải xong cái mã này rồi ấy, thì chúng ta sẽ quay trở lại thì chúng ta sẽ tham gia được chat vào được cái nhóm này. Đây là chúng ta mở khóa, và cái điền này thì bắt buộc chúng ta phải xác minh nhé. Nếu chúng ta không xác minh ấy, thì nó sẽ coi như là cái chúng ta chưa làm cái nhiệm vụ này. Rồi, các bạn quay trở lại cái trang điền form, thì các bạn quay trở lại. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta điền cái UID của của cái Telegram, thì các bạn quay trở lại cái app Telegram cho mình ấy. Ở đây thì các bạn back lại, các bạn ra trang chủ, các bạn bấm vào ba chấm, bấm nút setting. Ở đây nó có cái phần UID của cái Telegram, thì các bạn nhấn giữ cho mình. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ sao chép rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, các bạn dán cái URL của cái Telegram vào đây. Tiếp theo đây cũng vậy, chúng ta cũng join vào cái nhóm Telegram. Đây là nhóm Telegram group. Sau đó thì các bạn lại quay trở lại cái trang nhiệm vụ điền form, chúng ta dán cái URL của cái Telegram của các bạn vào đây. Tiếp theo đến cái nhiệm vụ Twitter nhá. Bài đăng ghim lại trang tag ba bạn bè, gửi Twitter của bạn và tên người dùng của bạn, đưa của bạn a còng nhé. Đây, các bạn click vào đây cho mình. Ở đây thì các bạn nhấn theo dõi, các bạn kéo lên tất cả các cái bài ghim này thì các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Ở cái bài này thì các bạn cũng bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình này. Rồi, ở cái bài ghim đầu tiên thì các bạn bấm comment. Ở đây thì các bạn comment, sau đó thì các bạn tag giúp mình ba người bạn vào. Các bạn cứ tag ai cũng được. Sau đó thì các bạn bấm vào phần trả lời. Rồi, sau đó thì các bạn thoát cái này đi cho mình. Các bạn vào phần tìm kiếm, các bạn khởi động lại cái app Twitter này cho mình. Các bạn bấm vào avatar. Các bạn bấm vào cái phần hồ sơ này. Các bạn sẽ thấy cái UID của cái Twitter của bạn ở đây. Để các bạn copy cho mình cả cái account, sau đó bạn điền vào đây. Như mình ở đây thì mình nhớ thì mình sẽ điền luôn. Các bạn điền chính xác cho mình. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, các bạn kích vào đây cho mình. Ở đây thì chúng ta kích vào đây. Sau đó thì chúng ta thích cái đồng này, cái đồng token này ở trên cái trang này. Rồi. Ở đây thì các bạn connect kết nối với ví nhé, thì các bạn hãy kết nối với cái ví nào mà các bạn sử dụng. Đây, ví dụ như mình ở đây mình sẽ kết nối với cái ví True Wallet của mình đang sử dụng cái ví True Wallet. Và các bạn chọn cho BSC nhé.
sau đó bấm con nếp. Ở đây thì mình như vậy là mình đã kết nối thành công rồi đó. Sau đó các bạn kéo xuống cuối cùng cho mình, các bạn kéo xuống cuối cùng đó, đến là cái phần này nhé. Các bạn bấm vào đây, bấm tim vào cho mình, các bạn bấm vào đây. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta phải có tài khoản, nếu như các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta phải tạo tài khoản nhé. Rồi ở cái bước này thì nếu chưa các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta đăng ký tài khoản nhé. Đó, các bạn đăng ký tài khoản ở đây thì nó cũng rất là nhanh thôi, chúng ta sẽ chọn bằng cái tài khoản Gmail đó. Sau đó thì các bạn điền mật khẩu vào đây. Rồi, như vậy là các bạn đã tạo tài khoản thành công. Ở đây các bạn nạp lại một lần nữa cho mình. Sau khi mà các bạn đã có tài khoản nhé thì các bạn bấm tin vào đây cho mình. Đó, như vậy là chúng ta đã tham gia thành công. Thì các bạn sẽ chụp lại cho mình cái màn hình này. Các bạn chụp lại màn hình này cho mình. Như vậy là xong nhé. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Ở đây thì chúng ta sẽ, các bạn kích vào đây cho mình cái phần mà tải tệp lên. Ở đây thì các bạn kích vào phần chọn tệp từ thiết bị nhé. Các bạn cho phép điện thoại chúng ta truy cập vào bộ nhiệm máy. Tiếp theo bạn vào tệp này. Ở đây chúng ta sẽ tải cái ảnh đầu tiên lên. Các bạn bấm tải lên cho mình. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái nhiệm vụ đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Medium. Các bạn click vào đây cho mình. Rồi ở đây thì các bạn nhấn vào phần follow. Các bạn bấm vào follow cho mình. Ở đây cũng yêu cầu chúng ta đăng nhập tài khoản. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta đăng ký tài khoản. Rồi sau khi mà đăng ký xong tài khoản rồi thì các bạn nhấn vào follow cho mình đây. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào avatar ở góc này, các bạn copy cho mình cái UID của cái tài khoản của bạn nhé. Ở đây thì nó không cho chúng ta copy nhưng chúng ta có thể nhớ được. Và các bạn quay trở lại trang nhiệm vụ và các bạn điền vào. Rồi tiếp theo đến Interam, các bạn click vào đây, chúng ta sẽ tham gia vào, join vào cái nhóm Interam. Interam của chúng ta cũng chưa có tài khoản nên là mình cũng phải đăng nhập lại Interam nhé. Cái bước này thì các bạn bấm follow cho mình, các bạn click vào follow cho mình nhé. Đó, sau đó thì các bạn bấm vào avatar ở đây. Các bạn bấm vào avatar, các bạn sẽ thấy được cái username của các bạn ở đây là cái username của cái Interam của các bạn. Các bạn copy cho mình cái này. Đó, sau đó thì các bạn quay trở lại. Các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Đó, quay trở lại cái trang nhiệm vụ này nhé. Thì các bạn gõ chữ cái A cộng cho mình. Đó, sau đó thì các bạn điền cái username của các bạn copy được của Instagram của các bạn dán vào đây. Rồi tiếp theo ở đây là cái người mời nhé, cái username của Telegram của người mời mời mình ấy, thì các bạn điền cho mình. Là nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn điền cho mình cái username của mình, đó là mdmix 197. Đó. Tiếp theo ở bên dưới này thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ ví BSC, thì cái này các bạn có thể lấy trên cái VTrust Wallet hoặc là MetaMask đều được. Trên cái VTrust Wallet các bạn chọn cho mình cái đồng MDB nhé. Đó. Sau đó thì các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ bấm nhận. Tiếp theo các bạn bấm vào đây, chúng ta sao chép địa chỉ ví nhé. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ, các bạn điền cho mình cái địa chỉ ví vào đây. Sau đó thì các bạn kiểm tra lại một lần nữa cho mình cái thông tin này một cách chính xác nhất. Các bạn kiểm tra lại một cách chính xác nhất nhé. Đó, sau đó thì nếu như ok rồi thì các bạn nhấn vào gửi cho mình. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ xác nhận cái mã captcha, vạch qua đường thì các bạn chọn cho mình các cái hình mà có cái vạch qua đường, các bạn bấm xác minh. Rồi, các bạn chờ một chút. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mà chúng ta điền form để chúng ta nhận cái phần thưởng từ cái dự án này. Ok, thì cái chương trình sự kiện video hướng dẫn cho các bạn cái chương trình sự kiện AROP đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Khi nào có cái thông tin phân phối về cái đồng token dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé.